Trời ơi, chị là mẹ. Có anh Tâm không? Tâm. Ứng đây rồi. Đấy thì tâm biển để ăn hải sản chị mẹ. Ăn nước biển, ăn hải sản đó. Dạ đúng rồi. Tưởng chí chứ, rửa thịt bơ. Tưởng chí chứ, cứ lo tâm biển thì bơ. Hoa quả này, gia vị này, tâm biển à. Bởi ra nó tạm được bé hoa đó rồi.
mấy thời gói gói ta dùng nước biển chứ mà chứ dùng thi mọi nước đây này. Trời ơi, chị là mẹ có tắm không? Tắm rửa lấy bao tạm không? Vừa có tắm đây nam phong vừa tạm được không? Làm sao nó ngon quá. Ngon hả? Tao dùng cái lo thôi. Huyên thì hai đôi hỏi đến cái lo mình chỉ cho mày trò rỉ thì hấn cả cái lo. Đã thấy mình mới ngó. Quên ơi, thế nãy gì anh quên chứ là lẩu đấy là cuộn hải sản này anh phải đây. Cái món không ăn được. Ăn được. Bên này à, nó đi bên này. Thank you.
Huyên là anh là phải anh dụng mè thế này. Anh ấy mới dụng này. Các bạn nhớ like, nhớ đăng ký và nhớ chia sẻ ủng hộ clip giúp ó với nhá.